Xin chào các bác nhá. Hôm nay là 23 âm lịch. Bên em chính thức bắt đầu nghỉ Tết từ hôm nay nhá. Kính chúc cho đại gia đình, toàn thể cô dì, chú bác, anh chị một năm mới an khang thịnh vượng. Sang năm mà anh chị em nào cần nhu cầu về thay sáng thì có thể liên hệ với em để tư vấn và đặt hàng nhá. Hôm nay đây là chuyến hàng cuối cùng của năm về để phục vụ cho các bác trong đầu năm sau nhé. Gồm rất nhiều bàn khiển kinh công 256, kinh công 1024, bàn Tiger Tooth, bản này là bản Corey 7 nhé. Đấy, và những chiếc led mành có viền led, đèn rất nhiều. Đấy, đèn lần này em bảo bên kia người ta làm cả cái bìa ở ngoài đấy, để làm sao mà khi vận chuyển đến tay các bác thì các bác sẽ nhận được những cái đèn và những cái thùng đẹp nhất, không bị xước xác do vận chuyển nhé, hạn chế tối đa xước xác do vận chuyển, rất đẹp. Đấy, thùng nhựa này thì các bác dùng bền mỹ mãn luôn rồi, phải chống mưa nắng nhé. Đây là hai mẫu bim, đây là đang cắm test hai cái mẫu bim S550 thì kia là cái mẫu 12 triệu thùng nhựa các bác kìa, và cái mẫu 9.8 là cái dòng S550 Smart này. Smart nó nhỏ hơn nhé, độ sáng nó như nhau nhưng mà dáng kiểu dáng nhỏ hơn này, và bông nhỏ hơn, bông nó cũng nhỏ hơn các bác nhá. Đấy, còn đây là vẫn là cái mẫu bán chạy nhất trong nhà em này, mẫu này rất đẹp, bông to, rất phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của anh em sâu cưới Việt Nam mình nhá. Đây, bông nó to gấp rưỡi cái dòng bim 550 Smart các bác nhá. Đấy, to gấp rưỡi luôn đấy. Đấy, cái vòng to này là của cái vòng to này, đấy là của dòng bim to này. Vòng nhỏ là của bim nhỏ này. To gấp rưỡi các bác nhá. Rất nhiều phục vụ các bác. Chuẩn bị rất nhiều hàng để còn trong khi này có những con laser 10W. Đấy, bên trong này cũng còn nguyên một kho đèn nữa để phục vụ các bác đầu năm 2024 nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về ánh sáng sân khấu thì liên hệ với em để tư vấn nhá. Không thiếu cái gì cả. Xin chào các bác.